ta. Ừ đi, ừ đi, cô tướng. Yên lặng. Mời bị cáo Nguyễn Thị Bé. Bị cáo làm giám đốc công ty Thiện Thành được mấy năm? Thưa quý tòa, dạ được 4 năm ạ. Công việc chính của bị cáo là gì? Thưa quý tòa, hằng ngày bị cáo vẫn quét dọn nhà cửa, đưa cụ Út con ông bà chủ đi học. Nếu vậy thì công ty Thiện Thành làm sao vay được của ngân hàng ABF 15 tỷ? Toàn bộ chứng từ vay nợ đều có chữ ký của bị cáo. Thưa, quan quá. Ông chủ đưa giấy bảo ký vào đâu, bị cáo ký vào đó, chứ có biết dây nợ gì đâu à. Bị cáo trình độ văn hóa lớp mấy? Dạ, lớp 4. Nhưng lúc làm thủ tục để thành giám đốc, ông chủ bảo khai là tiến sĩ kinh tế à. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc nhà trường dạy thật giỏi, học thật giỏi. Alo. Dạ, em Ba Nguyên đây. Chú có đang theo dõi TV không đó? Chỉ đạo thế nào mà để chúng nó ngu vậy? Dạ, thưa anh hai. Dạ, em đã nhắc nhiều lần, nhưng thằng Khải Thanh nói chọn bọn có trình độ cao làm giám đốc khó điều hành. Dạ, không trung thành anh nà. Bên tỏ, đứng trước tòa, bị cáo không được đeo kính râm. Thưa quý tòa, đeo hay bỏ, vẫn vậy, cùng tối đen như mực. Không nhìn thấy gì mà bị cáo dám nhận làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu Quang Minh, dám ký nợ vay ngân hàng hàng chục tỷ đồng, và đến bây giờ tất cả đều thất thoát, mất khả năng chi trả. Dạ thưa, mỗi lần ký tôi chỉ quan tâm đến tiền thù lao, còn những chuyện khác tôi hoàn toàn tin nữa ông chủ. Bị cáo liều mạng thế, không sợ vào tù à? Thưa quý tòa, cũng có sợ, nhưng tôi mù nên ngoài hay trong cũng như nhau cả. Đúng là biết con sẽ súng. Bị cáo tiếp theo chắc là giám đốc bị cầm. Mời bị cáo Khải Thanh, nguyên tổng giám đốc công ty Manaco. Ba được lên TV phỏng vấn hả má? Bị cáo có thừa nhận việc Manaco lập ra 24 công ty ma hữu danh vô thực để vay hàng ngàn tỷ của ngân hàng là hành vi lừa đảo. Thưa quý tòa, 24 công ty trên đều được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân. Tất cả thủ tục thế chấp, vay tiền ngân hàng đều đúng pháp luật. Việc kinh doanh thua lỗ dẫn đến việc mất khả năng chi trả có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Phải chăng một trong những nguyên nhân chính là khoản tiền 10% lãi quả rút ra từ số tiền 6.000 tỷ mà thực chất là hối lộ, tham nhũng cho đủ các cấp quan chức, núp dưới nhiều hình thức quà cáp, du lịch, vay trả góp. Đơn cử, cô Thảo Linh, trợ lý của bị cáo, cũng được hẳn một biệt thự 800 cây vàng. Thưa quý tòa, tất cả các khoản chi trên, trừ quà cáp, tôi cho rằng thuộc về chi phí quan hệ hữu hảo, có lợi cho việc kinh doanh. Đã nói đang bằng việc, sao cứ... nghiêm chỉnh. Dạ dạ, các thủ tục tài chính kế tôi bảo nguyên đây thay. Ngang như thằng Thanh, chỉ tôi chọc giận tòa án và công luận. Sao anh nói chánh ác, sao đồng cảm? Tôi cũng chưa hiểu tại làm sao. Đến phút cuối, hội đồng xét xử lại bị thay toàn người lạ. Tụi tôi rất mong ý kiến chỉ đạo của anh ạ. Tìm cách truyền đạt cho các cậu ấy. Phải tuyệt đối bình tĩnh, hết sức mềm mỏng để kéo dài thời gian xử án. Thế hả? Chị Thảo Linh, chắc không phải ngẫu nhiên mà chị nhận được từ bị cáo Khải Thanh một ngôi biệt thự, và từ bị cáo Hoàng Tân một chiếc xe hơi giá trị 150 cây vàng, trích trong 10% lãi quả. Thưa quý tòa, tôi nguyên là trợ lý cho ông Khải Thanh, từng có công đóng góp xây dựng Manaco, và cùng ông Thanh có quan hệ hữu hảo với ngân hàng ABF. Bởi vậy, khi vì hoàn cảnh riêng, tôi phải xin nghỉ việc ở Manaco, hai ông Thanh và Tân đã có cử chỉ đẹp lúc chia tay, cho tôi sở hữu hai tài sản quý tòa vừa nêu,
nhưng không phải là quà tặng mà là vay trả góp. Ông Tân nhà tôi đúng là nuôi ong tay áo. Đồ con đĩ, ăn cháo đấy bác. Anh Tân nhà em từ trước đến giờ tuyệt nhiên không dính mấy vụ cờ bạc rượu chè trai gái, nào ngờ được chết vì tay nó. Chị Thảo Linh, gần 1.000 lạng vàng là tài sản rất lớn so với thu nhập của chị. Chị có thấy tính ngụy tạo của phương thức mua trả góp không? Thưa quý tòa, thủ tục vay hoàn toàn hợp pháp, còn khả năng thu nhập là chuyện riêng của công dân. Nếu không có bằng chứng phạm pháp, tòa không có quyền chất vấn. Khi bắt đầu khởi tố vụ án, để tránh rắc rối cho hai ông Tân và Thanh, tôi đã bồi hoàn hết số tiền nợ. Thủ tục vay và trả đều hoàn toàn hợp pháp. Sao TV cứ chiếu ngoài mặt ba? Xin để hai ông để những người không hiểu dễ đánh đồng với bọn tham nhũng. Hương, ba con không bao giờ như lũ người đó. Mời bị cáo Hoàng Tân, nguyên tổng giám đốc ngân hàng ABS. Đã đến giờ ăn cơm, con còn đi đâu vậy? Ngồi nhà coi TV, con cứ thấy mình như tội phạm. Bị cáo Hoàng Tân, 6.000 tỷ mà ABF cho vay và bảo lãnh cho một công ty đang trên bờ phá sản như Manaco vay, theo bị cáo là đúng pháp luật. Thưa quý tòa, ABF cũng như mọi ngân hàng khác có trách nhiệm tuân thủ các quy định khắc chế. Tuy nhiên tại thời điểm cách đây 5 năm, không ai ngờ Manaco với những xưởng may hiện đại bề thế và hàng trăm tòa nhà khách sạn vốn lưu động hàng ngàn tỷ lại có thể phá sản. Thậm chí khi đó, một số tờ báo, một vài vị lãnh đạo còn đánh giá Manaco là doanh nghiệp lá cờ đầu toàn quốc. Còn voi Manaco là mô hình tổng công ty cổ phần tư nhân có danh tiếng vào hàng số 1, được nhà nước ưu ái. Giờ trở thành con chuột Manaco, chuyên gia công quần áo giày dép. Xét cả về kinh tế lẫn chính trị là mất uy tín nhiều lắm. Thưa anh hai, trong tình hình khủng hoảng kinh tế châu Á, chưa có biến chuyển gì khả quan. Đầu tư quốc tế vẫn giảm. Ta không nên mạo hiểm vay tiền của ngân hàng nước ngoài bằng mọi giá để khắc phục suy thoái trong nước. Suy thoái hả? Suy thoái nằm trong cái đầu thiếu ý chí tiến công của chúng ta đây này. Tiếp tục để tình trạng trì trệ này kéo dài vô hạn là dẫn tới mất lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài. Là bao nhiêu công sức, thành quả gây dựng từ thời mở cửa lại trở về điểm xuất phát. Các chú quên tinh thần quyết chiến quyết thắng trước mỗi khó khăn thử thách từ bao giờ thế? Anh ạ, em xin giới thiệu anh Khải Thanh. Xin chào đại gia trẻ tuổi thời mở cửa. Mấy năm nay chú làm ăn giỏi lắm. Dạ, cảm ơn anh hai quá khen. Những gì chúng em làm được đều nhờ chính sách cởi mở và mấy anh ở trên thương giúp đỡ. Sao khéo chọn hoa hậu làm thư ký riêng thế này? Dạ, đây là cô Thảo Linh, thạc sĩ kinh tế, trợ lý tổng giám đốc Manaco. Cháu ngưỡng mộ tên tuổi của chú hai, từ hồi còn du học ở Harvard. Sân này được lắm, nhưng chưa bằng bên Tokyo. Thời buổi kinh tế thị trường, chơi cũng như làm, không chịu khó học hỏi thì sẽ tụt hậu. Đã tụt hậu thì sẽ bị dòng thác cách mạng, dòng thác đổi mới cuốn trôi không thương tiếc. Các chú đến đây chắc không phải là để xem tôi chơi gôn. Anh hai vô đây là dịp để chúng ta trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo. Cậu trình bày đi. Dạ. Thưa anh hai, vài năm gần đây, tổng công ty Manaco phát triển sang lĩnh vực xây dựng dân dụng và kinh doanh địa ốc. Nhưng khủng hoảng kinh tế châu Á đã đẩy Manaco vào tình trạng sa lầy, đọng vốn. Nên anh Khải Thanh đề nghị chịu lỗ, nhờ ngân hàng ABF bán phần lớn cổ phần địa ốc.
và dùng số tiền đó tập trung vào sản xuất, giữ sức chờ qua thời kỳ khủng hoảng. Ý kiến riêng của chú Tân thế nào? Dạ, nếu thị trường châu Á chưa thông thoáng, việc Manaco tiếp tục vay thêm vốn để lo trông đỡ sẽ không khác gì đội đá phá trời. Rửa là chú trưởng, chú phó ngân hàng ABF có cùng quán điểm thụt lui. Nội bộ đoàn kết thống nhất quá. Dạ, chúng tôi đang chờ ý kiến của anh Bao Nguyên bên ủy ban tỉnh. Tại sao đã làm ăn lớn lại cứ tỉnh? Tỉnh này có phải là một quốc đảo không? Các chú đang làm ăn với cả nước, với nhiều nước trên thế giới, thì phải luyện cho mình có tầm nhìn toàn cầu chứ. Tôi hỏi, nếu có cách tiếp tục hỗ trợ vốn để cứu sống Manaco, các chú có từ bỏ ý định bán cổ phần địa ốc không? Nếu có chủ trương cứu Manaco bằng mọi giá, các chú có chịu không? Nếu các chú nói không, thì nghỉ để người khác làm. Cá nhân ai đó có thể chết, nhưng Manaco phải sống, phải mạnh, mạnh hơn nữa. Cả châu Á, thậm chí cả thế giới khủng hoảng, mà riêng ở Việt Nam, có những công ty như Manaco sống khỏe, thử hỏi có ngon không? Chú Hai quả có tầm nhìn chiến lược. Kìa anh Tư, anh sao vậy? Anh Tư. Tòa tạm nghỉ đến phiên buổi chiều. Anh Tư, trưa nay mời anh Tư ăn cơm với tụi em nhé. Cảm ơn, để khi khác. Yên tâm đi. Mất những cán bộ có năng lực là một tổn thất lớn cho ngành, đau xót lắm. Nhưng thật bình tĩnh mà nhìn nhận thì đây cũng là một thắng lợi lớn, vì cuối cùng chúng ta đã loại bỏ được những phần tử tham nhũng thoái hóa ra khỏi hàng ngũ, tạo dựng được niềm tin trong nhân dân. Tại vì các chú bận rồi, chúng tôi tụ bóng đá. Đúng, xuống ngay. Sara, tai nạn, không biết có chết người không nữa. Đi xe, dọc sang hướng khác. Dạ. Rồi đó à, dạo này đường phố đông, xe cộ chạy ổn lắm, con đi đường phải cẩn thận đó. Ba cười thử coi. Đó, thấy chưa, vậy mà ở tòa coi ba kỳ lắm. Kỳ là sao? Là mệt mỏi, ngơ ngác. Con không muốn ba ra tòa đâu. Ba ở đó để cùng tòa án đấu tranh chống bọn tham nhũng, chứ đâu phải bị cáo. Còn thấy đó, ba vẫn đồ vest nè, vẫn cà vạt nè. Chứ ba đâu có mặc áo sọc. Dân Hương, con thấy ba đang mệt sao? Cảm ơn em. Chắc cô vợ Nam Tân nãy giờ gọi mấy lần rồi. Alo. Dạ, cô chờ ba con một chút ạ.
Tình hình thế nào hả anh? Em thấy lo lo. Bình tĩnh đi, hết mưa trời lại tạnh. Tờ phải chung chi bao nhiêu lên thiên đình anh cứ nói, em lo hết. Tất cả đều trông cậy vào anh đấy. Tuyệt đối không có chuyện hối lộ, cô phải tin tôi chứ. Không khí ở tòa rất đáng ngờ. Sao nói con mẹ chánh án là người của mình, trông cái mặt thì ghét quá. Dạ, em tin anh. Dạ. Bác Tư nói hết mưa trời lại tạnh, chiều má nghỉ ở nhà cho khỏe. Con biết ngay mà, bác Tư bỏ rơi ba cũng đâu có dễ. Anh mấy cái áo len. Hà Nội mùa này lúc nóng lúc lạnh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Em nhắc con tập trung học tập, đừng để mấy vụ xét xử ở tòa làm ảnh hưởng. Nghe người ta nói nhờ giả anh hai chuyện gì cũng phải qua chị hai. Toàn đồn bậy bạ, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, tham nhũng, thì xã hội này thối rữa hết à. Sáng mai phải lên lớp tiết đầu, em coi lại giáo án. Sao anh biết tôi ra Hà Nội? Chúng ta hiểu nhau quá mà. Anh ba, tin mới nhất có khả năng Tân Thanh sẽ là nạn tử hình. Chính vì thế tôi không cùng ra gặp anh hai được, cần có người ở lại để tìm cách kéo dài phiên tòa. Tình hình này tôi e anh hai cũng khó. Không có gì là anh hai không làm được. Nhân cách là một khái niệm thuộc phạm trù đạo đức. Khi xã hội chuyển sang nền kinh tế thị trường, vấn đề xác định nhân cách đứng trước thử thách nghiệt ngã của những chuẩn mực mới, cũ. Có chuyện gì không liên quan đến bài giảng, các em có thể ra ngoài. Dạ thưa cô, không có gì đâu ạ. Thưa cô, bạn ấy nói là người đang trong giai đoạn xét xử là mất quyền công dân. Còn quyền công dân, sao phải mặc áo tù? Cô coi nè, mặc áo tù thì mới gọi là thản băng chìm chứ. Tôi nghĩ không phải ai ra tòa cũng đều phạm pháp. Bác hai chờ chú ở câu lạc bộ. Trên đó trao đổi công việc tiện hơn. Chú cha, tảng băng chìm lạnh quá. Làm bể tan tàu thì ta nứt luôn. Nga ơi, đi cạnh tảng băng chìm hút luôn hả? Chú chết, tao để quên sách ở trên lớp. Hương chờ ở đây nghe.
khỏi cần. Tao phải qua thư viện nữa. Đúng rồi. Tảng băng trôi kìa thôi ơi. Vui quá. Sao không thấy tư ta? Một số chuyện lớn giải quyết ở nơi này thoáng hơn trong văn phòng máy lạnh nhiều. Ở đây chơi như làm. Những người ngồi đằng kia kìa đều ít nhiều có tiếng nói giúp cho công việc của chúng ta. Thuyền hai. Tôi biết cả rồi. Chú Tư, diễn biến không đúng như dự liệu. Vì bất ngờ quốc hội và báo chí đồng loạt rầm rộ phát động đấu tranh chống tham nhũng. Tổng Bí thư và Thủ tướng đang quan tâm việc này, nên ta phải tạm thời lùi một bước. Mấy ngày nay nhiều tờ báo công khai đòi pháp luật phải mổ xẻ tảng băng chìm. Việc đó để tôi lo. Chú tìm cách động viên Khải Thanh và Nam Tân tạm chấp nhận án tử hình ở cấp sơ thẩm. Khi tình hình dịu xuống, ta sẽ gỡ ở phiên phúc thẩm. Nhưng có gì bảo đảm khi đó sẽ gỡ được? Tổng giám đốc ngân hàng ABF còn đắn đo điều gì chăng? Tôi thật tình tôi thấy áy náy cho hai cậu ấy. Thưa luật sư, đã hết giờ quy định. Cảm ơn. Anh muốn nhắn gì về nhà không? Nhờ luật sư nói về vợ tôi, cứ bình tâm. Bệnh phong thấp của tôi, hết mưa lại nắng, đã đỡ rồi. Bà đang chờ đăng ký vé máy bay để về với hai mẹ con đây. Cả nhà mong ba muốn chết rồi, còn có chuyện muốn kể ba nghe. Bà sẽ về ngay, hôn cả hai mẹ con nhé. Con chờ quà đó. Nếu con thích, ba sẽ mang theo cả tháp rùa lên máy bay. Ba xâm phạm di sản văn hóa hả? Nội hôm nay ba phải có mặt ở nhà để con thẩm vấn đó. Bye bye. Má không muốn con nói giỡn chiều đó. Ba có thật đâu mà phải giật mình. Nhưng má ơi, mấy đứa ở trường ám chỉ ba là tảng băng chìm. Đây đâu phải lần đầu tiên ba là nạn nhân của bọn xấu chuyên bôi nhọ vu cáo. Thời buổi phức tạp, người muốn sống liêm khiết cho cái tâm thanh thản cũng khó. Bị cáo Đức Lê, cho đến lúc này mà bị cáo vẫn ra Hà Nội chạy chọt, tìm cách lẩn tránh pháp luật. Có vậy mà đã sợ. Anh không thể chấp nhận lấy đùa vô ý thức như vậy. Em xin lỗi. Giận chút xíu cho vui mà đã giận. Để anh yên. Để em đi một chút là hết buồn ngay thôi à. Nhiều à, để khi khác, giờ anh đang đau. Anh là diễn à? Kể ra hai chúng ta phải làm nghề diễn viên mới đúng chứ. Hồi nãy anh thấy em đóng vai bà Chánh Án có giống không? Bị cáo Đức Lê, với cương vị tổng giám đốc ngân hàng ABF, bị cáo trả lời thế nào về số tiền thất thoát 6.000 tỷ?
thưa quý tòa, chính xác là 6.013.205.000.000. Tôi luôn luôn đánh giá cao những giám đốc nắm vững tới từng số lẻ. Anh có nhận ra ai thường nói vậy không? Là một kỳ tích. Lo công ăn việc làm cho từng này con người. Tất cả có tới 10.000 không? Dạ, thưa anh hai. Chính xác là 10.615 công nhân. À, tôi luôn đánh giá cao những ông chủ nắm vững tới từng con số lẻ. Thưa anh hai, nhân dịp anh về thăm, anh Khải Thanh đây có ý định tổ chức buổi meeting. Nghe anh phát biểu ý kiến để anh... Nghe tôi phát biểu quốc hội chưa chán sao? Người lãnh đạo mỗi lần xuống cơ sở không phải để nói mà để nghe, nghe ý kiến, nguyện vọng của quần chúng. Anh lại có chuyện buồn chứ không? Những chuyện đau đầu ở cơ quan. Em có thể chia sẻ với anh được không? Anh Hai Phán và Ba Nguyên vẫn tiếp tục rót thêm vốn để cứu Manaco bằng mọi giá. Trước khi đi đến quyết định cuối cùng, anh nên tìm hiểu động cơ của từng phía. Quan điểm của Khải Thành là đúng. Tình hình này tiếp tục mở mang là tự sát. Nhưng cưỡng lại sự chỉ đạo của anh hai anh ba thì em cũng biết đấy, không có máy ảnh ủng hộ, IBF không thể ra đời và phát triển như ngày nay. Thậm chí chức tổng giám đốc cũng không phải là anh. Dạ, con chào chú, con chào cô. Chào chị. Em chào Vân Hương càng lớn càng xinh. Khi nào qua Seoul, em sắm cho cháu bộ đầm thật xinh. Dạ, cô chú tới vậy là quý rồi. Sao lần nào cũng phải quà cáp? Tình nghĩa thôi mà chị. Lần nào đến đây về, em cũng nói với anh Tân. Anh chị mang tiếng là tổng giám đốc, mà ở hoài ngôi nhà trong hẻm như vậy, thiệt bất công quá. Ngồi chơi đi. Dạ. Dạ, chào anh Tư. Cô chú uống trà nhé. Gì cũng được chị ạ. Khải Thanh muốn nhờ anh thuyết phục anh hai đồng ý cho Manaco bán cổ phần địa ốc. Chú Thành có nói nếu bán được khu 100 biệt thự cao cấp mới xây ở thành phố, chú ấy sẵn sàng chi hoa hồng. Phần anh chị và chúng em, mỗi gia đình một căn. Chúng ta giúp họ 10 lần giá trị như vậy, một xu hoa hồng cũng không lấy. Đó là cái đức phải giữ suốt đời của người làm ngân hàng. Cô chú nói với Khải Thành, dẹp ngay cái vụ giống như hối lộ ấy đi. Thưa chú hai, toàn bộ khu này gồm 136 biệt thự, đầu tư 357.800.000.000, đều được các công ty địa ốc Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản hợp đồng mua hết từ khi thiết kế. Nhà đẹp, cảnh đẹp, mà hoang vắng quá. Chú cứ mạnh dạn trình bày hết mọi khó khăn để anh hai nghe. Dạ. Thưa anh hai, khi khu biệt thự này vừa hoàn thành, lại dính vào khủng hoảng kinh tế châu Á, cộng thêm quy chế mới về quyền sử dụng đất, khách hàng chạy hết, thị trường nhà đất đóng băng, làm vốn động. Nếu cứ để càng lâu, nợ càng chồng chất. Toàn bộ vốn đều vay của ABF phải không? Dạ thưa, tất cả do chỉ đạo của anh ba. Nhưng hồi đó tôi có báo cáo cho anh rồi. Nhưng báo cáo một đằng làm một nẻo, làm kinh tế vĩ mô, lại đem tư duy vi mô ra để áp dụng. Xây một căn nhà cấp 4 có thể đánh nhanh thắng nhanh được, nhưng xây cả 100 biệt thự trong 6-7 năm trời lại không lường trước biến động thì có họa đổ thóc giống thằng bạn à. Thưa anh hai,
để giải bài toán này. Chúng em nghĩ... Nghĩ cái gì? Nghĩ nhờ ABF bán cổ phần để giải tỏa vốn chứ gì? Ôi giời, nghĩ thế có mà chết. Như thế có khác gì dùng nước chữa lụt, dùng lửa chữa cháy. Lấy sai lầm này để chữa sai lầm khác. Và điều quan trọng hơn là vô hình chung, sự chỉ đạo trước đây của tỉnh, trong đó có cả sự ủng hộ của tôi, là sai. Hả? Dạ thưa, không ạ. Chưa bao giờ tụi em dám quên công ơn của các anh. Mấy năm qua, tỉnh không tiếc sức, tiếc của đưa Manaco thành ngọn cờ đầu, thành điển hình toàn quốc. Ngày cờ không gặp gió, rắc rối quá. Thử hình dung, khu 100 biệt thự này vừa hiện đại, vừa đậm đà màu sắc dân tộc. Mấy năm nay bao nhiêu đài báo ca ngợi là sáng tạo, là sự táo bạo của tỉnh. Giờ bỗng chốc phải dùng để gán nợ cho nước ngoài. Nhân dân sẽ nhìn chúng ta ra sao? Rồi cuộc khủng hoảng này sẽ còn tiếp tục kéo dài. Lại bán tiếp. Bán hết cả cái lai quần à? Tinh thần tấn công truyền thống của các chú để đâu cả rồi? Hả? Thưa anh hai, em không sợ khó khăn, nhưng thực tế khách quan có nhiều điều mà... Thực tế khách quan là gì? Là thương trường. Thương trường như chiến trường. Ở chiến trường chỉ có bàn tiến, bàn lùi là mất đất, mất nước cho địch, là phản bội. Nói thì nói vậy thôi, chứ tình hình chưa đến mức phải bi quan. Manaco và ABF bàn với nhau đi. Nếu nhất trí, tôi sẽ tạo mọi điều kiện. Ủa? Tư Lê đâu hả? Sau lần nào bàn chuyện hệ trọng, cậu ấy cũng vắng mặt. Ừ, sáng nay anh Tư bận tiếp khách nước ngoài. Làm theo anh hai anh ba là năm ăn năm thua. Tôi lo lắm. Nhưng chúng ta đâu còn đường lui. Giờ tất cả chỉ còn trông chờ anh Tư Lê. Trong những tình huống khó khăn, anh Tư bao giờ cũng tìm ra được lối thoát. Cô Linh, cô thân tình với anh Tư, cô nói anh giúp tôi, giúp Manaco. Tính anh Tư thế nào anh biết rồi. Em không dám hứa trước. Phải bán khu biệt thự này, tôi đau lắm. Mất của, mất cả tình. Biết bao con người từng gắn bó với Manaco, nay tự nhiên bị mất việc. Rất leo lên cọp rồi. Thú thật, nhiều lúc tôi chỉ mong trở lại thời tổ hợp may Khải Thanh với vài trăm công nhân ngày nào. Miêu hả? Sao rồi em? Đúng như anh dự đoán. Em giỏi lắm. Miêu Miêu nha. Ừ, Miêu vào đâu? Miêu vào chỗ mà em vẫn thích. Mời vào. Anh vẫn còn đau? Ừ, vẫn ngầm ngẫm, không rõ triệu chứng gì. Tình hình sao rồi? Cách gì thì Khải Thanh cũng phải chấp thuận kế hoạch cho vốn của anh hai anh ba. Chúng ta đành phải tìm một phương án khả thi. Nhưng cậu nên nhớ, quan điểm pháp lý sống còn là chỉ thiên hạ sai, còn ngân hàng luôn luôn đúng. Dạ em hiểu. Nguyên tắc bàn tay sạch. Tuy nhiên, khi anh hai khẳng định thắng lợi trong vụ này, tức là anh đã nghĩ đến khả năng thay đổi chính sách. Chỉ cần ban hành một lệnh mới nào đó về xuất nhập khẩu,
hay trình đổi quy chế đất đai là tình hình sẽ xoay chuyển ngay. Cậu hoàn toàn xứng đáng điều hành cơ ngơi này sau khi tôi nghỉ hưu. Em cảm ơn sự tin tưởng của anh Tư. Nhanh nhanh lên mấy em, khách sắp tới rồi đó. Tư Lê sao chưa tới? Dạ, em gọi điện về ngân hàng mấy lần, nhưng máy bận, mà điện thoại di động cũng tắt rồi. Tư Lê là người đáng tin cậy. Dạ. Việc tôi cần bàn với chú tối nay, nhất định phải có mặt Tư Lê. Anh mời mấy cha văn nghệ sĩ tối nay, liệu có tiền không? Mấy cái mồm phóng túng của đám văn nghệ sĩ luôn có lợi nếu biết dùng đúng lúc, đúng chỗ. Công khai 50% cũng là một cách giữ bí mật đặc dụng. Sao đứng ngoài này? Quên chìa khóa à? Ba má vào đi. Anh xin lỗi, bữa nay kỷ niệm 20 năm ngày cưới, công việc làm anh rối hết cả đầu. Anh cảm ơn hai má con. À. Nào. Những thứ này ở đâu ra? À, em không mời, không báo ai, nhưng bạn bè người quen nhân gửi tới. Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi? Mở thử coi. Mở tiếp đi. Chúc anh chị đời đời hạnh phúc. Bất hạnh thì có. Có bốc nữa không ba? Còn bốc hết, rồi để riêng những cái có tiền ra. Dạ. Em đâu có ngờ. Giờ giải quyết sao anh? Còn cách nào nữa? Con đem đến tận nhà từng người trả lại. Ủa? Ngay bây giờ. Kìa anh, con nó đang hào hứng tổ chức kỷ niệm ngày cưới cho ba má. Đi về rồi kỷ niệm cũng được. Liệu có thể nuốt nổi miếng bánh khi mấy thứ hối lộ vẫn còn nằm chình in trước mặt? Mất cả vui. Giá bà đừng có chức có quyền còn hơn. Alo, tôi Lê đây. Ba làm như vậy là để giữ mình trong sạch, lương tâm thanh thản, còn phải tự hào mới đúng chứ. Anh phải đi họp với anh hai gấp. Hai má con thông cảm. Con gái lấy xe của ba đi trả tiền cho an toàn. Ba gọi taxi. Anh cố về sớm nha. Chưa hết trước được. Cuộc họp chắc chắn sẽ không đơn giản. Dẫn chuyện rót vốn cho Manaco. Chân Hương nói đúng. Giá lúc này anh không phải là tổng giám đốc ABF thì hơn. Nếu anh biết trước có chuyện không lành thì nên tránh xa ra. Anh sẽ cân nhắc thật kỹ lời khuyên của em. Lúc này anh mệt mỏi quá. Anh đang hoang mang thì đúng hơn. Dù có chuyện gì xảy ra, em và con luôn ở bên anh. Mời các anh vô. Xin chào tất cả nha. Được anh hai kêu tới đây, tụi tôi cảm động quá. Có gì đâu. Tôi xin đại diện anh em chúc anh hai mạnh khỏe để sáng suốt lãnh đạo. Đúng đó. Cảm ơn. Anh hai khỏe mạnh là tụi tôi được nhờ. Anh hai là người luôn luôn đề cao truyền thống dân chủ, trọng tài trọng nghĩa. Chào. Tôi xin lỗi cắt lời nhà văn. Nhắc lại nguyên tắc, ở đây như mọi lần, chúng ta không nói chuyện công việc, chỉ văn nghệ vui chơi suốt đêm. Vậy ha. Ta đi vòng nữa này anh. Ông hai cao hứng gì mà tiếp cánh cho nghệ sĩ tối nay?
Không phải vô tình đâu. Anh không thấy gần đây dư luận đang y xèo là ông có biệt thự khắp nơi à? Chỉ cực là em phải tiếp khách. Lại suốt đêm à? Hôm nay kỷ niệm 20 năm ngày cưới, anh được tự do, sao mà hỏi vậy? Vàng lòng em bản ai mua, tuổi không trí thức chơi chùa gõ sao. Bạc tình giả rẻ như bèo, thức thì ngủ, trí thì nghèo sạc sơ. Đặc biệt là câu thức thì ngủ, trí thì nghèo sạc sơ. Dạ thưa anh hai, anh có thấy sự cay cực trong câu đó không? Người mố mà chẳng có nỗi niềm riêng tư, rắn mà tôi không hiểu. Ngay như tôi thì không chỉ sửa mà cũng phải đi bán vàng lòng đấy. Tấm lòng của anh hai ai mà không tỏ. Anh làm quan mà không cách, luôn chân tình với anh em nghệ sĩ. Anh hai chơi ngon, nhà tổng thống Mỹ có khi còn chơi. Mời. Thưa mấy chú, mấy anh, biệt thự này thuộc sở hữu của công ty Manaco, xây dựng để kinh doanh. Vì chưa bán được nên công ty tạm dành cho chú hai mỗi khi chú từ Hà Nội vô công tác. Nếu trong tương lai mỗi văn nghệ sĩ đều có một cơ ngơi như thế này, đâu có xấu, con rồng kinh tế Việt Nam sẽ cất cánh bay lên. Giờ mời anh em vui chơi thoải mái. Bữa tiệc này do Khải Thanh ngưỡng mộ văn nghệ sĩ đứng lên chiêu đãi. Cần gì đã có người đẹp đây phục vụ. Giờ tôi phải xin phép vào trong ít phút để nghe điện từ Hà Nội. Mấy ngày nay chú Biến đi đâu thế? Thưa, không hiểu sao tôi cứ đau hoài mà không tìm ra bệnh. Chú không được phép ốm đau vào lúc này. Ngồi xuống đi. Chủ trương tiếp tục rót vốn cứu Manaco. Khải Thanh và Nam Tân đã thống nhất. Tôi chờ ý kiến của chú. Nam Tân về có truyền đạt lại ý kiến chỉ đạo của anh. Sắp tới đây có chủ trương cán bộ trung cao cấp phải công khai tài sản. Cần sang tên gấp biệt thự này của tôi cho chủ khác. Biệt thự của Ba Nguyên và một số lãnh đạo tỉnh thì tùy. Nhưng theo tôi cũng chả nên giữ lại làm gì. Thưa anh hai, việc này e gây ảnh hưởng đến... 2 năm nữa đại hội đảng. Có tài sản lớn ở khu quy hoạch tư nhân là điều tối kỵ. Hơn nữa, việc tiếp tục rót vốn cứu Manaco chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến phản đối. Nhất định cánh báo chí sẽ đua nhau săm soi. Phải làm thế nào để thiên hạ tin là chúng ta hết sức khách quan, hết sức vô tư trong vụ này. Tôi hiểu sự lo xa của các anh. Nhưng đây là... Không nhưng gì cả. Tôi kêu chú đến đây vì biết chỉ có chú mới giải quyết được vụ này. Phải tìm ra cách hợp pháp rót vốn cứu Manaco. Hàng ngàn tỷ tiền Việt, hàng trăm triệu đô la cũng phải đổ vào. Đương nhiên là chúng tôi sẽ yểm trợ phía sau. Vì sao? Chú biết rồi. Vì sự sống còn của Manaco đã gắn liền với sinh mạng chính trị của nhiều người. Trước tiên là chú, sau đó là tôi và Ba Nguyên. Tình hình khẩn cấp đến thế sao? Không chỉ là khẩn cấp mà còn là thời cơ. Giữ yên cho qua được đại hội đảng kỳ tới là đến được thiên đàng. Còn ngược lại thì ngay cả ABF của chú cũng bị xóa sổ. Vì Manaco sụp đổ là động đất ở 10 độ Richter. Là sụp đổ hết. Lại tai nạn. Cho xe lùi lại. Nhưng về nhà ông đường này gần hơn mà. Tôi nói anh quay lại. Anh.
Nặng đầu với ông Hai quá. Em đã nói là về đến đây mọi bực bội bỏ hết ngoài cổng rồi kia mà. Để em níu một cái cho đỡ ghiền nha. Chưa đã ghiền à, nhắm mắt lại đi. Mỗi lần đến đây cứ phải để ý hàng xóm, anh khó chịu quá. Em đang tính bàn với anh bán căn nhà này đi, kiếm một biệt thự khác. Khải Thanh nói sẽ trích 5% cho anh trong tổng số tiền rót vốn cứu Manaco. Câu này kỳ quá, đã biết anh không bao giờ dính dáng vào cái thứ tiền đó mà vẫn cứ nhờ em đưa tin. Vấn đề là mình cứu Manaco thực sự, chứ không phải là đưa nó vào chỗ chết. Sống hay chết cũng không cưỡng lại được ông hai ông ba. Em lạ gì, mấy cha một mực đòi rót vốn cứu Manaco, thực ra là để cứu uy tín và còn gì số tiền lại quả. Shh. Nhà này có thể bị ghi âm. Em đây à, cuộc họp với Hai Phán căng quá. À, không biết khi nào anh mới về được. Em và con đang coi lại hình cưới, để anh về liên quan tiếp. Họp xong anh phải qua ngân hàng ngay, có việc khẩn. Trót ngồi trên mình cọp không xuống được. Chúc anh sớm rời khỏi lưng cọp. Ba nói bận việc không thể về được. Tức muốn chết, suốt cả tối đi trả tiền hối lộ cho ba, để rồi ba thất hứa. Đàn ông các anh thật là đáng thương, khi cứ phải nói dối vợ. Em nói vậy là sao? Không thể cứ giấu giếm hoài như vậy được. Em muốn quan hệ của chúng ta phải đàng hoàng, công khai. Anh đã nói rồi, sau khi anh về hưu, anh sẽ ly hôn. Khi đó, con gái anh cũng tốt nghiệp đại học, đủ chín chắn để hiểu, để thông cảm cho anh. Nhiều lúc em như thấy mình có tội với chị Phương Uyên. Nếu em là chị ấy thì em sẽ linh cảm thấy mối quan hệ của chúng ta. Nghĩa là động đất 10 độ Richter sụp đổ hết. Anh đang sợ sẽ có ngày phải ra trước vành móng ngựa phải không?
Mời ông Nguyễn Đức Lê, nguyên tổng giám đốc ngân hàng ABS. Ông Nguyễn Đức Lê là người chịu trách nhiệm chính mọi hoạt động của ngân hàng ABS. Ông giải thích thế nào về hậu quả hơn 6.000 tỷ thất thoát? Thưa quý tòa, tôi đang nghỉ quản lý trước khi vụ án này xảy ra. Thời tôi làm giám đốc, tất cả các mối quan hệ giữa ABS và Manaco đều đúng luật, đúng nguyên tắc. Và gần đây, ông trở lại đương chức. Vì sao? Đó là sự điều động của cấp trên. Sau khi mọi biểu hiện sai phạm của ABF bị phát giác và nguyên tổng giám đốc Hoàng Tân bị khởi tố, tôi buộc phải tạm nhận điều hành ngân hàng để khắc phục hậu quả phát sinh từ vụ án. Cái đây 5 năm, việc ông thôi giữ chức tổng giám đốc ngân hàng ABF, ngoài lý do sức khỏe, còn lý do nào khác? Dạ, thưa quý tòa, khi đó căn bệnh hiểm nghèo đã buộc tôi phải nghỉ việc. Tại sao lại khối u ác tính? Chị bình tĩnh đã. Chị đây là khối u chứ sao? Nhưng ca mổ hệ trọng, anh phải cho gia đình biết chứ. Chị, đây là trường hợp cấp cứu, nếu đợi đủ thủ tục sẽ không cứu kịp anh ấy. Vô lý. Chồng tôi từ xưa tới nay chưa hề có triệu chứng gì về dạ dày cũng như đường ruột. Tôi phải hỏi vụ này cho ra lẽ. Chị Uyên, chị bình tĩnh đã. Ít ra phải đợi anh ấy tỉnh lại. Chị đừng làm ồn ở đây, tôi xin chị. Tại sao bệnh tình như vậy mà anh không nói với em lấy một câu? Anh hãy nói thật cho chị ấy biết đi. Còn có cách nào rời lưng cọp? Anh buộc phải nhờ bác sĩ Trần thu xếp vụ này. Mổ ruột thừa nhưng ghi là mổ khối u để kéo dài thời gian nằm viện. Màn kịch tiếp theo sẽ là chứng nhận của hội đồng giám định y khoa để anh về hưu trước niên hạn. Nín đi em, hãy chôn kín chuyện này ở trong lòng để lộ cho bất cứ ai, kể cả con, là thân bại danh liệt cả nhà. Vì sao này những người như ông hai, ông ba có để yên cho anh không chứ? Từ lâu Nam Tân luôn thèm khát chiếc ghế của anh. Tôi hoàn toàn không phạm tội đồng lõa lừa đảo, không phạm tội nhận hối lộ. Về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng, tôi chỉ xin quý tòa xét theo hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á. Khi đó nếu ngân hàng không vượt rào, không vi phạm các quy định khắc chế, thì loạt các doanh nghiệp sẽ không tránh khỏi phá sản. Đặc biệt là những doanh nghiệp kinh doanh như Manaco. Gió đổi chiều rồi, nên mấy ảnh mới nói cứng như thế. Được làm vua, thua là chẳng. Ông hai phán bay từ Hà Nội vô để chỉ đạo. Trên thực tế, ngân hàng ABF do tôi làm tổng giám đốc đã khẳng định được vai trò. Đã dặn cả hai cứ nhận tội để làm dịu dư luận rồi sẽ gỡ ở tòa phúc thẩm. Tại sao chúng nó vẫn chối? Tư Lê cam đoan đã nhờ người nhắc các cậu ấy rồi. Tụi nó không theo đúng bài bản là tự sát đấy. Ngày mai tôi sẽ bay ra Hà Nội lo liệu ở tòa phúc thẩm, còn chú ở lại đây lên dây có tinh thần cho chúng nó. Dạ thưa anh hai, tôi đang định gọi điện chỉ thị cho Tư Lê. Hả? Lê? Sao lúc nào cũng Lê? Sau lần mổ ung thư mấy năm trước, Tư Lê đã thay đổi nhiều lắm rồi. Thái độ
quan điểm thì lừng chừng, ý chí tiến công thì nhút nhát. Có điều này muốn nói với các chú. Tình trạng đột bệnh của tôi thật bất ngờ, nhưng hôm nay ta không bàn chuyện đó. Tương lai của tổng công ty Manaco mới là điều tôi ai nấy. Cũng như hoạt động tới đây của ngân hàng ABF. Dạ, em biết. Không có anh, làm sao em có được ngày hôm nay? Hôm trước, anh bà Nguyên vào thăm, tôi đã đề xuất cất nhắc chú thay tôi. Làm gì đến nỗi anh phải bi quan thế? Mấy bữa nữa quay trở lại, anh sẽ tiếp tục. Lúc này, điều quan trọng không phải là sức khỏe của tôi, mà vấn đề sống còn là có nên tiếp tục rót vốn cho Manaco nữa hay không? Nếu từ chối thiện chí của các anh ở trên, tôi e quả tú cầu tổng giám đốc ABF khó rơi vào tay chú. Là người nhìn xa trông rộng, xin anh chỉ bảo đường đi nước bước cho tụi em. Tôi vừa giáp mặt với tử thần, lo cho cái mạng của mình còn khó. Hai chú thông cảm. Dạ, xin tư đừng hiểu lầm. Tụi em đâu dám phiền nhiễu gì, chỉ mong anh chóng bình phục. Cất nghe đi. Kìa anh Tư, tôi đã từng mời ra khỏi cửa những người thân tình không kém gì hai chú. Dạ. Cũng chỉ vì những món quà kiếm như thế này. Từ hôm anh Tư nằm viện, em có giáp mặt với bà Phụng Nguyên lần nào chưa? Em toàn phải tránh mặt. Bởi chuyện rơi vào nước này, anh càng thêm khổ. Sao em dại thế? Đây là cơ hội. Tân sắp lên chức. Chị cam đoan, lên chức tổng giám đốc, anh Tân sẽ không quên ơn anh Tư đâu. Còn riêng về phần em, anh chỉ hứa sẽ cư xử như người vợ chính thức của anh ấy. Em cảm ơn anh chị nhiều. Anh chị chu đáo quá. Mình cùng hội cùng thua, lộc trời cùng hưởng. Chỉ có điều thuyết phục anh Tư khó quá. Thời buổi kinh tế thị trường mà anh ấy cứ giữ khư khư cái cần kiệm liêm chính. Xưa quá. Khổ mình mà khổ cả người thân nữa. Em hiểu. Em chưa hiểu hết đâu. Nói dại, giả sử mai mốt bệnh tình của anh Tư trầm trọng không qua khỏi, thì em được cái gì nào? Chẳng lẽ tình cho không biếu không à? Chị làm em khó nghĩ quá. Thảo Linh, em nghe chị nói đã. Vợ chồng năm tân xây đòn quá rồi. Theo em, đã đến lúc kết thúc trò chơi mèo dần chuột này đi. Cuộc đời lạ thật, con người cứ dần nhau hoài. Anh thì dần Khải Thanh năm tân, họ thì dần em. Còn em dần ai? Em dần chị Phương Yên. Hình như anh quên gọi điện thoại. Anh đây. Đêm nay anh hơi khó ngủ. Bữa sáng em mang gì vào cũng được. Món nào vợ em nấu anh cũng thấy ngon. Cảm ơn em. Hôm nay trông sắc diện anh Tư không được khỏe. Hay là
ung thư là cái án tử hình được tuyên bố sớm. Nhưng trong cái rủi có cái may. May là tôi sớm bàn giao cho chú. Nếu ABF rơi vào tay người khác, anh này kiếm cớ không cho Manaco đảo nợ là chết ngắt. Lúc đó liệu anh hai anh ba có giúp được không? Dạ, anh Tư nói em hiểu. Nhưng tính sao cho suôn sẻ thì phải nhờ anh chỉ bảo. Vì số tiền vay quá lớn, việc lại quả nên tính thế nào cho em ạ? Để em. Chuyện đó hết sức tránh giải quyết trực tiếp. Thí dụ phần anh hai phái thì chuyển thành cổ phần công ty siêu thị toàn miền cho con trai của anh ấy. Còn phần anh ba Nguyên thì cho con gái ảnh ở khu vui chơi giải trí thế giới thần tiên. Và còn phần anh và anh Năm, đây là luật làm ăn. Cậu Tân cứ sòng phẳng, riêng tôi thì nhất định không. Sắp chết rồi, lấy thêm ít lọc có mang xuống mồ được không? Anh nên nghĩ đến chị Phượng Huyên, đến tương lai của cháu Vân Hương, và nhất là đến Thảo Linh. Em biết Thảo Linh yêu anh, thương anh hoàn toàn không vụ lợi. Nhưng cô ấy còn trẻ, đời còn dài. Rồi ai sẽ là người cứu mang? Yêu tôi, Thảo Linh phải hy sinh nhiều lắm. Cô ấy trẻ, đẹp, thừa khả năng có một người tình và một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn tôi đã già, giờ lại đang khắc khoải trên giường bệnh. Nếu tôi ra đi, cô ấy sẽ trắng tay. Tụi em quyết không để điều đó xảy ra. Có gì cần xin anh Tư cứ nói. Thảo Linh thường mơ có một ngôi biệt thự riêng và một chiếc xe hơi đời mới. Nếu hai chú lo được cho cô ấy từ phần lại quả định dành cho tôi, thì khi ra đi tôi cũng được thảnh thơi. Đó là chuyện nhỏ, em và anh Năm lo được. Tôi sẽ rất biết ơn hai chú. Thưa anh Tư, hiện còn vướng mắc lớn là cách rót hàng ngàn tỷ tiền vay cho Manaco một cách êm thấm phải không? Dạ, hiện tụi em cũng đang kẹt, nên chỉ biết trông chờ vào tài năng và kinh nghiệm của anh. Tìm ra khe hở của pháp luật không dễ đâu. Các chú thử hình dung xem, nếu Manaco đẻ thêm nhiều công ty con và ABF định giá các tài sản thế chấp cao hơn giá trị thực, thì có thể dây được số tiền khổng lồ kia không? Sau nhiều ngày xét hỏi, bị cáo vẫn khẳng định mình vô tội. Thưa quý tòa, việc nhà chức trách thấy tôi mù mà vẫn công nhận tư cách pháp nhân để tôi ký tùm lum thì tội không chỉ thuộc về tôi. Thử hỏi trong tai nạn giao thông thì người lái xe hay chiếc xe hơi có tội? Tòa ghi nhận lời bào chữa rất thú vị của bị cáo. Tiền đây tôi xin hỏi lại, liệu chiếc xe hơi có nhận biết được trái phải và có biết cải trước tòa không?
hết sức bi quan. Nếu tình hình không sáng sủa, chúng tôi buộc phải nói hết sự thật để tránh án tử hình. Thưa anh Tư, đường về Ủy ban tỉnh bị tắc vì tai nạn giao thông. Quay về ngân hàng. Dạ. Lấy ngay cho tôi một vé máy bay ra Hà Nội, chuyến sớm nhất. Alo, Kiệt Club đây phải không? Hôm nay anh Hai Phán có hẹn tôi đến gặp ở sân côn. Phiền anh cho biết lịch tập của anh có thay đổi không? Dạ, thưa chú Hai mới tới, hiện đã bắt đầu tập ạ. Cảm ơn. Dạ, không gì ạ. Thưa chú Hai, vừa rồi có người gọi điện hỏi chú. Giọng miền Nam ạ. Và cháu quên lời chú dặn là chú không có mặt ở đây phải không? Ông Hai có cuộc họp đột xuất nên vừa rời khỏi đây cỡ nửa giờ. Thân của ông Hai. Chú thông cảm, bác Hai Phán đi công tác nước ngoài, một tuần nữa mới về. Mừng tổng giám đốc ngân hàng ABS về tới thành phố Hồ Chí Minh. Hãy báo cho em biết anh về chuyến này mà ra đó. Anh sao vậy? Ngoài Hà Nội anh hay khỏe không?
Khỏe. Khỏe đến mức cho anh leo cây suốt một ngày. Anh tính làm sao? Còn tính sao nữa? Phải tự cứu lấy mình thôi. Việc con gái chờ ba lâu quá, ba ngủ gục trên salon. Con nói chuyện với ba. Tình hình thuận lợi cho con nói chuyện. Ừ, nói chung cũng tạm tạm. Em lo quá. Em nên cảm thấy có cái gì đó không ổn, sắp đổ sụp xuống gia đình ta. Em đã rà soát lại mọi chi tiết từ đầu đến cuối, không hề có một chút sơ sẩy nào. Chứ anh ra Hà Nội vừa rồi là thừa. Nếu biết em đã can anh. Sao anh cứ phải căng thẳng làm cái gì? Ngồi dậy đi. Về đến đây, anh phải là tù binh của em. Ngồi xuống. Bị cáo Đức Lê, trước tòa anh có nhìn thấy gì không? Đừng có giỡn gỡn như vậy. Im nào. Không được phép của chủ tòa, bị cáo không được quyền phản ứng. Không nhìn thấy gì sao làm giám đốc được? Không chịu thành khẩn khai báo, sao pháp luật có thể khoan hồng? Không đến nhà đẹp thì ai biếu cho? Tới lúc này mà em cứ giỡn hoài. Tù đến nơi rồi đó. Anh mất tinh thần đến vậy rồi sao? Anh đi đâu vậy? Về nhà. Hôm nay anh không được khỏe. Vâng, tôi hiểu. Tôi cũng đành thế vậy. Trước khi nghị án, tòa cho phép các bị cáo nói lời cuối cùng. Kính thưa hội đồng xét xử, cuối cùng tôi đã hiểu. Bản án tử hình dành cho tôi không cách nào thoát khỏi. Tôi đã hiểu ra
luật pháp vô cùng nghiêm minh, không thể bị chi phối bởi bất cứ thế lực ngầm nào. Tổ hợp may mặc Hải Thành với vài trăm công nhân và số vốn vừa phải, với trình độ quản lý của ông giám đốc văn hóa lớp 10, chắc sẽ bình yên vô sự nếu không bị một số người lợi dụng. Họ đã bơm nó lên thành tổng công ty Manaco, đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để ăn tiền lãi quả hàng chục phần trăm. Khi Manaco đứng trước nguy cơ phá sản, tôi đã xin bán địa ốc, thu hồi vốn để trả giấy nợ, nhưng họ không chấp nhận, ép tôi tiếp tục vay thêm, dẫn đến việc làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Người đứng đằng sau chỉ đạo toàn bộ vụ việc, người bày mưu vi phạm quy định khắc chế của ngân hàng bằng cách lập các công ty ma và khai khống tài sản thế chấp là ông Nguyễn Đức Lê. Thưa quý tòa, lại quả là luật không thành căn bản. Trong vụ này, mọi người đều có phần, riêng ông Đức Lê không. Ông ta dứt khoát không nhận, ông luôn kiên quyết từ chối. Nhưng cô Thảo Linh, vợ bé của ông Lê từ nhiều năm nay, đã nhận thay phần ông trị giá gần 1.000 lạng vàng. Tôi xin nói rõ thêm, đó là gợi ý của ông Đức Lê như một sự đền bù tình cảm cô Thảo Linh dành cho ông. Thưa quý tòa, thực chất đây là phần lại quả của ông Nguyễn Đức Lê mang tên Thảo Linh. Thưa quý tòa, hoảng sợ trước bản án tử hình, người ta có thể phát ngôn sai sự thật để mong thoát chết. Không gì tốt hơn là án tại hồ sơ. Trên hồ sơ, cả tòa biệt thự lẫn chiếc xe hơi đều là vay trả góp. Nay tôi đã trả hết, liệu còn phải chịu trách nhiệm không? Việc chị trả hết một số tiền lớn ngay trong một lần, phải chăng là nhờ mối quan hệ với ông Nguyễn Đức Lê? Mối quan hệ mà bị cáo Hoàng Tân vừa gọi là vợ bé. Đây là nội dung ngoài vụ án, tôi có quyền không trả lời. Nhưng tôi xin lưu ý quý tòa, không nên nhìn tôi như một kẻ lợi dụng. Thưa hội đồng xét xử, tôi có bằng tiến sĩ luật và hiện đang là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn. Trừ tình yêu chân thành và có phần thua thiệt với ông Đức Lê, tôi không hề có quan hệ với bất cứ người đàn ông nào để có thể bị hiểu là người đàn bà thiếu nhân cách. Cái tài liệu này một lát nữa mấy bạn ra photo dùm thêm cho mình nha. Bình, lên đây. Đức Lê, hãy trả lời thành khẩn. Bị cáo đã tham nhũng rất nhiều tỷ đồng mà sao vẫn để con gái giả khổ, giả nghèo, đi học thì lại bằng cái xe máy cà tàng. Tất cả đều là vu cáo. Toàn bộ thủ tục ABF bảo lãnh và cho Manaco vay đều diễn ra trong thời gian tôi nằm viện và do ông Hoàng Tân ký. Nếu hai người khai là do tôi chỉ đạo, xin đưa bằng chứng. Xét trên góc độ pháp luật, việc lại quả không thể nói là có nếu không thể hiện trên giấy trắng mực đen. Nhưng quan hệ bất chính của ông với bà Thảo Linh thì có chứ. Con không cần thiết phải nhìn những cảnh này. Trước sau má vẫn luôn tin ba con là người trong sạch, không dính dáng đến vụ tham nhũng. Tòa đã không đưa được bằng chứng. Trong sạch mà ba phản bội má, đi ngoại tình với người đàn bà khác.
còn chưa hiểu được đâu. Có thể ba, ba có thể yêu, có thể bồ bịch, còn ghét cái tính đó. Nhưng con hiểu được, thế như ba là đàn ông mà ba hẹn, không dám nói thẳng ra, con căm thù ba. Tố cáo của bị cáo Hoàng Tân và Khải Thanh về vai trò chủ mưu của ông Đức Lê đã chỉ đạo toàn bộ quá trình vay vốn bất hợp pháp của công ty Manaco thông qua ngân hàng ABF. Hội đồng xét xử xác định là vô căn cứ, vì trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa không có bằng chứng thể hiện. Bản thân hai bị cáo Tân và Thanh cũng không đưa ra được những bằng chứng thuyết phục nào. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận thấy lời khai thêm của hai bị cáo đã đặt ra một vấn đề nghiêm trọng. Những thế lực nào, những nhân vật nào đứng đằng sau vụ việc, tạo điều kiện thuận lợi để Manaco vay thêm vốn, dẫn đến hậu quả thất thoát hơn 6.000 tỷ của nhà nước, gây tổn hại không những về mặt kinh tế, mà còn làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin của nhân dân vào đường lối đổi mới toàn diện và triệt để của đảng và nhà nước. Việc kiến nghị tái điều tra về sự liên can của ông Nguyễn Đức Lê không ảnh hưởng đến bản án tòa đã tuyên. Trong đó có hai án tử hình dành cho hai bị cáo Hoàng Tân và Khải Thanh. Tân Hương à, ba về đây để xin hai má con tha thứ cho ba. Nếu anh còn nghĩ đây là nhà mình thì hãy để hai má con tôi ra đi. Sao trịnh trọng vậy? Không thích ăn mừng thất chết à? Chắc anh chưa gọi điện báo tin cho vợ. Alo, anh đang bận rất nhiều việc đại sự với anh Hai Phán ở Hà Nội. Nên nhớ, mọi việc đang diễn ra hết sức bất lợi. Đừng bày đặt xin chuyện nữa. Chúng ta đâu còn nhiều thời gian để gây sự với nhau. Thank you.
Ly rượu này mừng chúng ta cùng thoát chết, cũng là ly rượu chia tay. Tạm chia tay. Bỏ trò đùa ấy đi. Em đang rất thật đây. Những năm qua em đã chịu đựng đủ ngọt, bùi, cay đắng trong cuộc tình này như thế nào, anh biết hết. Em không hề hối hận, thậm chí em còn biết ơn tình yêu của anh. Em sai rồi, đi ngủ đi nào. Em uống nhiều nhưng rất tỉnh. Tỉnh để đợi anh dậy nói chuyện. Bây giờ còn gì nữa? Mối tình dụng trộm và say đắm của chúng ta đã bị phanh phui trước tòa. Cả nước biết, ta còn chỗ nước nào để chui trước con mắt miệt thị của người đời. Em đã suy nghĩ, suy nghĩ suốt một đêm để quyết định sẽ ra nước ngoài cư trú một thời gian. Em có biết lúc này em bỏ anh ra đi là tội ác không? Anh bắt em ở lại chốn này cũng chẳng tử tế gì. Nếu có anh cùng đi, mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn. Khách sáo quá. Em thừa biết rằng tôi sẽ từ chối, vì tôi còn gia đình, nhất là con gái tôi. Cô đã chuẩn bị việc này từ bao giờ? Ai đã bày cho cô? Ai? Anh tự mình trả lời được mà. Cũng là những thủ đoạn thường dùng của anh thôi. Chúng ta còn biết bao kỷ niệm êm đẹp và những tài sản chung nữa. Toàn bộ tài sản trị giá gần 1 triệu đô la em đã sang tên cho người khác. Tất cả đã chuyển qua tài khoản ở nước ngoài. Em sẽ chờ anh ở bên đó. Làm sao nhanh như vậy được? Rất dễ hiểu, vì người mua là con trai anh Hai Phán. Hai Phán à? Việc gì mà ảnh không làm được? Hai Phán, cô thân thiết với Hai Phán từ bao giờ? Hai Phán, bà Nguyên cùng những người khác nữa đã bỏ rơi tôi, phản bội tôi. Và cuối cùng là cô. Nếu em phản bội thì những tài khoản khổng lồ của anh ở nước ngoài đã bị tiết lộ từ lâu rồi. Rất dễ hiểu, vì người mua là con trai anh Hai Phán. Hai Phán à? Việc gì mà ảnh không làm được? Sẽ tố cáo và sẽ nói hết sự thật. Liệu anh có đổi đá giá trời được không? Rồi ra tòa họ cũng sẽ nói không có bằng chứng để kết tội. Tất cả các cuộc gặp gỡ đều đã được ghi âm và đã được lưu trong máy tính cục tài liệu liên quan tới vụ án. Ít nhất
Con gái cũng không vậy, ba nó là một thằng hèn. Còn có ích gì nữa? Con nó đã bỏ nhà ra đi từ đêm hôm qua rồi. Đêm qua à? Nó đi đâu? Tại sao nó phải đi? Trời ơi! Em có biết anh bao nhiêu kẻ thù không? Phải tìm, phải tìm bằng đứa con gái về đây ngay. Alo. À, còn chiếc xe tới đón tôi gấp. Dạ thưa sếp, xe em đang bị tắt đường, kẹt cứng à. Dạ, có lẽ chừng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng nữa mới thoát nổi à. Cửa kiểm tra số 13 có việc cần. Passengers Thailand, would you please go to the gate number 13? Chúng tôi xin nhắc lại, xin mời hành khách Thảo Linh ra cửa kiểm tra số 13 có việc cần. Passengers Thailand, would you please go to the gate number 13? Tất cả những gì ba con định làm trước khi mất đều nằm ở trong này. Má sẽ thực hiện nguyện ước cuối cùng của ba. Liệu chỉ có một mình má làm nổi không? Con không còn lòng tin nữa sao?